Rất nguy hiểm. Và thêm một bàn thắng nữa dành cho câu lạc bộ Liverpool. Xin chào các bác nha. Hôm nay lại dẫn các bác đi câu cá sông tự nhiên. Thì cái điểm câu này là ở bên Phú Xuyên, Hà Nội. Thì đây là có cái trạm bơm. Thì trạm bơm thì bây giờ tạm thời là tôi chưa nghĩ ra. Tôi sẽ ghim cái map để các bác xem nhá. Đây rồi. Đây có một cái trạm bơm nha. Chỗ này là nước nó chảy ra sông Nhuệ. Mấy nước chảy mạnh quá nên là anh em tôi ngồi ở góc này xem nào. Ngồi góc này hay xuống dưới kia? Chốt đây à? Đây. Bê bộ cái đồ xuống à? Đau lưng. Đây tôi là phải lại đau lưng, lại phải đeo cái đai này rồi. Ngồi góc này xem nào. Bên kia có một bác đang ngồi câu giun. Anh em tôi sẽ ngồi đây. Chiều chỗ này sẽ là đấy này. Ơ quý ơi, ống cần này hay gì á, cho mày có cái đường hầm thì là à. Giờ anh em tôi xuống đây ngồi, ngồi góc này đấy. Đây áo đỏ bước rồi. Hôm nay thời tiết khá là nóng, nhiệt độ là hơn 30 độ các bác nhá. Hôm nay là cái khu này là họ đang tháo cống. Nước chảy quá là anh em tôi ngồi ở cái góc này để cho nó đỡ chảy. Và kia tháo cống đây ra cái sông Nhuệ chảy rất là mạnh. Ngồi ngay cái mép cống này. Ngồi hơi khó đấy. Này vẫn cắm mồi cắm coi chim. Đã. Toàn lưu phì đây. Mày ít giếc thế à? Anh được nhiều giếc chưa? Có được con giếc nào không anh hay toàn rô? Giếc được nhiều phết đi chứ, cái này được giếc suốt đi. Từ kiếm một chỗ ngồi với là khó đây nè. Để đây là anh ngồi. Bỏ chỗ này ra ngồi. Đất thôi. Rồi, 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 vật, 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 vật. Úi giời, hàng, hàng. Biết khá quá bác à. Khá phết, riêng khá phết. Được chứ? Được. Được, nói to lên.
xuân à? Xuân nào? Phi à? Cầm anh ơi. Giết đi. Giết. Chết to. Giết mà trắng nhỉ, hay mà đỏ. Rồi rồi, ui rồi rồi, còn mất rồi. Thế quá, chết chết đấy, cầm đấy. Câu cơ bỏ cần ra. Chép Vật. Này Yến. Tả mạng. Câu cơ. Câu cơ. Ui. Đỏ thế. Ui. Mẹ béo. Trời ơi mất rồi. Mất con to quá các bạn. Chạy ra kìa. Ăn say quá ngủ quên mất. Chán thật. Giết. Ôi giết lai cá vàng các bác ạ. Buồn ơi. Chào mình. Mày tức mình đánh mình trở thành đánh giết. Rồi đi.
Hôm nay là anh em tôi sẽ tổ chức câu thi các bác nha. Đây là tôi có một cái dụng cụ mới đây này. Đây là cái dụng cụ câu thi dùng để đếm cá. Đây là máy đếm cá. Bây giờ là 00 thì tôi bấm thử các bác xem nó nhảy nha. Đấy, 1 này, 2, 3, 4. Đấy. Thì giờ đấy là nhảy khoảng độ 100 con là mới về. Đấy. Tỷ số đang là 52. Tỷ số bây giờ đang là 10-0 rồi. 20-0. Đây. Đây đi, tỷ sinh cái này. Rồi, rồi, rồi. Bỏ vớt. Trời ơi. Cá vàng. Ui, con cá đẹp quá. Cá vàng các bác này. Máy. Điểm cá nha. Bắn nha. Hôm nay là thi đấu giữa đội Manchester United và đội gì à? Liverpool à? Trận đấu tỷ số vẻ hơi chênh lệch. Suleiman. Câu cơ. Đổ bờ, chép rồi, đổ bờ. Ui giời ơi, sao thế nhỉ? Hay đánh lưới bé quá. Còn đấy 100% là chép, thì đổ bờ. Ăn chép của tôi rồi. Đếm cá cái nhỉ. Đếm cá. Con chép của tôi vừa mới nhảy ra mất rồi. Ôi chuông thả ao. Đến giờ cá nào đấy. Ôi chép. Ôi giếc cái chứ. Giếc. Ôi chép. Máy đếm. chép. Bấm nha. Bấm. Con số 11 rồi. Nào như dọn bể nhỉ. Ôi
chép. Lắm. Giết. Ôi giết. Ôi giết. Khổng lồ luôn. Thay áo phát đổi vận ngay. Cởi áo phát rồi. Được đâu. Ok chưa? Đuôi nó dài nhỉ? Nai à? Để em chụp cho anh cầm như này. Xin lỗi nhá. Câu hay không mà ăn may. Hay thế. Con này. Là thế rồi. Ui. Đó xuống. Phải biết câu cơ. Bé, ngồi to gì nữa. Hơi bé. Phải biết câu cơ. Phải biết câu cơ. Tối về rồi mà chửi cho. Ôi trời ơi, câu với ai chơi cùng. Thánh dọn bể. Đấy, con này cũng to ngang con vừa rồi. Giờ phải ăn lượng đấy. Chụp con này rồi. Được. Đếm ca, bấm. Chết rồi, đây rồi. Hàng rồi, vật. Ôi giời ơi. Đấy. Đấy con rồi. Chắc trôi. Hả? Con gì vậy? À được, 20 con thì được. Bây giờ có gần 5 giờ chiều mà trời đã bắt đầu tối rồi các bác. Anh em tôi lại chuẩn bị đi về nấu cơm. Hôm nay được ít, nói chung là ở đây giếc, nhận xét ở đây là giếc to, nhưng mà
cũng khá nhiều dọn bể nên là việc câu bột ở đây rất là khó. May nước chảy quá nên là anh em tôi phải câu sát là cái chỗ cống này hai bên thì nó không chảy. Đấy. Không chảy, nếu mà hôm nay mà nước nó không tháo thì ngồi dọc đây khi lại hay hơn. Đây được nó cũng rơi vào khoảng độ yến cá. Đó. Cũng khá phết đấy. Được khoảng độ hơn 20 con, cả chép, cả giếc, cả rô phi. Đấy. Đẹp nhỉ. Đấy, giếc rất đẹp. Bắt được thì đâu? Không. Hả? Thôi đi thôi. Giếc to nhỉ. Hôm nay được gần chục con giếc. Ừ. Chép thôi. Anh em tôi thả thôi. Cho lớn hôm tới lại về đi bắt tiếp. Hôm nào quay lại đây sau. Rõ đẹp thế nhỉ. Hàng Nhật thôi đấy. Tôi còn tép rồi. Tiệp câu khá đẹp. Chỗ này mà lên được 2 mét nước nữa là đẹp nhỉ. Mét nước nữa mấy nước không chảy thì tuyệt vời đấy. Thôi anh em tôi đi về thôi. Tôi xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video lần tới nhá. Đây là một cái điểm câu rất là ok. Cánh đồng